phía tao này. Rồi. Thầy kia bóp em một cái coi. Quả sát thương bố luôn. Mọi người cứ yên tâm nhé. Rất nhiều bất ngờ sẽ chờ đợi mọi người trong thời gian tới nhé. Đã có một VIP là của con thừa kế, kẻ thừa kế thì có thể dại rơi được kiểu tầm củ ba, còn gì nữa nếu mà không được, bởi vì cái này là vấn đề quân sự chứ mà tôi lại rồi. Nên là mọi người cứ từ từ mà ấy thôi. Em phải chơi đây đi.
Ủa thế kia.